chào mọi người. Hôm nay Huệ Nguyễn xin được quay trở lại và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ kiến thức về nấm linh chi. Nấm linh chi có thành phần như thế nào và nó có tác dụng gì? Hôm nay Huệ Nguyễn xin được chia sẻ với mọi người. Thứ nhất là nấm linh chi tên khoa học gọi là Ganodium lucidium. Bản thân nó là một loài nấm lim. Sau đó thì được các nhà khoa học nghiên cứu và chuyển nó vào phòng thí nghiệm nuôi cấy, và chúng ta hiện nay đã có rất là nhiều nấm linh chi để có thể sử dụng trong cuộc sống. Nấm linh chi nó có rất là nhiều các cái thành phần, trong đó thứ nhất là nó có protein này, có đầy đủ các loại axit amin quý này, có các chất khoáng ví dụ đồng sắt, kali, magie, rất là nhiều. Rồi ngoài ra thì có chất xơ, và phải nói đến cái điều quan trọng nhất của nấm linh chi thì nó không phải là những thứ mà mình vừa kể, mà điều quan trọng nhất của nấm linh chi đó là năm cái dược liệu quan trọng. Trong đó thành phần đầu tiên đó là gì, đó là polysaccharide. Polysaccharide là một chuỗi phân tử, và cái này nó sẽ giúp cho chúng ta thứ nhất là kết hợp với những các cái phân tử dương trong cơ thể thì có thể đào thải độc tố, loại bỏ các cái cholesterol trong mạch máu, giúp cho chúng ta cải thiện cái việc tuần hoàn máu. Nên là những cái người bị bệnh tim mạch này, những người bị bệnh gan này, rồi những người mà da không được đẹp này, khi mà sử dụng nấm linh chi thì polysaccharide sẽ giúp cho ta cải thiện vấn đề đấy, mạch máu của chúng ta sẽ được thông, nó sẽ giúp chúng ta loại bỏ những cái da chết và sẽ tái tạo lại những cái da mới. Đấy là thứ nhất là về polysaccharide. Trong các loại polysaccharide thì cái thành phần quan trọng nhất của nó chính là beta-D-glucan. Đây là một trong những cái hoạt chất dược liệu quan trọng nhất của nấm linh chi. Mà khi mà người ta xét nghiệm nấm linh chi thì nếu mà cái nào mà có thành phần beta-D-glucan cao thì có nghĩa là cái nấm linh chi đấy là đang là cái loại tốt nhất. Thứ hai là cái thành phần quan trọng của nấm linh chi đó chính là germanium hữu cơ. Thì bản thân nấm linh chi á, thì nó có cái thành phần germanium này gấp từ 5 cho đến 8 lần cho với nhân sâm, cho nên nó khá là giàu. Tác dụng của germanium là gì? Nó là một chất chống oxy hóa rất là mạnh, và bản chất theo nó thì là một chất bán dẫn. Nó có thể hút các cái điện tích ở trong cơ thể và sẽ giúp cho chúng ta đào thải ví dụ như là chì này, hay là những cái chất tương tự như vậy, nó không tốt cho cơ thể. Thứ hai nữa là germanium sẽ giúp cho chúng ta hấp thụ oxy của tế bào, nó sẽ tốt hơn. Đó, thì khi mà mình sử dụng nấm linh chi thì các bạn sẽ thấy là cơ thể mình sẽ khỏe mạnh hơn, bởi vì nó giúp cho cái cơ thể của bạn hấp thụ oxy tốt hơn, chống oxy hóa của cơ thể, giúp cho chúng ta có thể trẻ hóa được lâu hơn. Chính vì nó giúp cho chúng ta hấp thụ được oxy tốt hơn cho nên nó sẽ giúp cho máu của chúng ta lưu thông dễ dàng hơn. Thì đó thì là cái phần tác dụng của cái thứ hai là thành phần germanium. Thành phần thứ ba đó là adenosine. Adenosine thì các bạn có thể nhìn thấy nó có nhiều ở trong nấm linh chi là một, thứ hai là có trong đông trùng hạ thảo. Adenosine bản chất của nó sẽ giúp cho các bạn tăng oxygen trong máu. Cái này nó có tác dụng trong cái việc hoạt động của hormone sinh dục là thứ nhất. Thứ hai nữa là nó giúp cho chúng ta giảm cái cholesterol và giúp cho thông mạch máu. Thứ ba nữa là nó giúp cân bằng độ pH cho cơ thể. Adenosine thì giúp cho việc tăng oxygen trong máu. Chính vì thế mà chúng ta cũng sẽ cảm thấy khỏe mạnh hơn khi mà sử dụng nấm linh chi. Phần thứ tư rất là quan trọng trong nấm linh chi đó chính là triterpenoids. Thì đây là một cái chất chống oxy hóa và có khả năng chống ung thư rất là mạnh. Nấm linh chi có hai cái nhóm dược chất lớn, thứ nhất là polysaccharide và thứ hai là nhóm là triterpenoids. Thì triterpenoids các bạn có thể nhìn thấy nó có ở trong cải xoăn này, hay có ở trong các cái súp lơ, thì hoặc là trong các cái bắp cải tím. Đây là những chất chống oxy hóa rất là mạnh, giúp cho chúng ta người ta gọi là trẻ mãi không già đấy, tức là giúp cho chúng ta trẻ hóa cơ thể. Chính bởi vậy mà triterpenoid cũng là một trong những dược chất mà được tìm thấy nhiều trong nấm linh chi. Và một điều quan trọng nữa là trong triterpenoid thì nó có một cái axit gọi là axit gadolinic. Đấy là thành phần thứ năm có trong nấm linh chi mà rất là quý giá. Đây là thành phần giúp cho chúng ta chống lại những cái dị ứng. Thì khi mà uống linh chi thì các bạn sẽ dễ dàng thích ứng với môi trường và ít bị dị ứng hơn. Và cái hoạt chất gadolinic thì nó có tốt cho cái hệ thần kinh. Những người bị bệnh Alzheimer này, những người dễ bị lão hóa thần kinh này, mệt mỏi này, những người nó hay buồn bực chán ăn thì có thể là khi sử dụng nấm linh chi các bạn sẽ thấy có năng lượng hơn. Thì đấy là năm cái thành phần quan trọng nhất của nấm linh chi, người ta gọi là năm thành phần dược liệu quý hiếm của nấm linh chi. Thì mình xin được nhắc lại, thứ nhất là polysaccharide, thứ hai đó chính là
germanium, thứ ba là adenosine, thứ tư là triterpenoid, thứ năm là gadolinic. Trong đó nó chia làm hai nhóm chính là polysaccharide và triterpenoid. Tổng các cái tác dụng của các cái hoạt chất này là gì? Loại bỏ cholesterol trong cơ thể này, chống oxy hóa này, chống dị ứng này, bổ sung oxy trong cơ thể này, và tốt cho hệ thần kinh này, loại bỏ độc tố này. Thì những cái người mà được khuyên cái sử dụng nấm linh chi là ai? Thứ nhất là những người bị bệnh tim mạch cao hay hất thấp huyết áp thì mình đều có thể sử dụng, vì nó giúp cho mình đào thải cholesterol trong máu, cho nên mạch máu sẽ thông. Thứ hai là những người bị bệnh gan hoặc những người mà hay uống rượu thì có thể uống nấm linh chi để loại bỏ độc tố trong cơ thể. Thứ ba là những người mà muốn đẹp da hơn, chúng ta có thể uống linh chi để tái tạo làn da mới, hoặc là đắp linh chi lên trên mặt để chúng ta có một cái làn da mới. Rồi là những người bị bệnh thần kinh như Alzheimer hoặc những người mà có cái thần kinh kém, thì người hoàn toàn có thể uống nấm linh chi tốt hơn. Và rất nhiều người chia sẻ với mình là sau khi uống nấm linh chi thì cũng sẽ có cái giấc ngủ tốt hơn. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn các cái tác dụng và thành phần của nấm linh chi. Thực sự là nó hơi bị khó, nhưng mà nếu các bạn muốn quan tâm đến nấm linh chi thì có thể nghe đi nghe lại cái video này và các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Và nếu các bạn cảm thấy không thực sự hiểu thì có thể inbox cho mình và mình sẽ giải thích cặn kẽ từng cái thành phần một để các bạn có thể lựa chọn nó dễ dàng hơn và các bạn hiểu rõ được lý do tại sao mà chúng ta nên sử dụng nấm linh chi trong cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn các bạn trong các video sau về cách lựa chọn nấm linh chi. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy bấm vào nút subscribe ở bên dưới để tạo động lực cho mình chia sẻ với các bạn nhiều kiến thức về dinh dưỡng hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.